Nhân quả báo ứng Quả báo của việc cắt đầu lột da ếch nhái Hầu hết chúng ta trong cuộc sống đều cho rằng bò gà heo vịt là những vật dưỡng nhân tức là để phục vụ tất yếu cho mạng sống con người Tuy nhiên, nghĩ như vậy thì có thật sự công bằng hay không khi tất cả mọi loài trên cuộc đời này đều khát khao sự sống Đặc biệt là con người chúng ta ỷ mạnh nên đã tàn sát biết bao nhiêu là sinh linh để phục vụ cho lợi lạc chính bản thân mình trong đạo phật mọi loài đều có phật tánh đều có sự bình đẳng như nhau cho dù là những loài sinh vật nhỏ bé nhất chúng cũng luôn muốn được sống và con người chúng ta cần nên tôn trọng sự sống đó đã có những người vô tình hoặc cố ý sát hại sinh vật mà mang những khổ báo về sau này chùa phước hưng với diện tích khá khiêm tốn trụ tại ấp Thạnh Hiệp, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, Vĩnh Long, có một vị trụ trì còn rất trẻ, Đại Đức Thích Minh Hòa. Thầy là người có tâm từ bi, ngoài việc hoàn pháp lợi sanh, thầy và các vị Phật tử còn mở một phòng bắt mạch, tặng thuốc nam miễn phí cho nhiều bệnh nhân nghèo. Một tháng chùa thầy điều trị cho hơn 10.000 bệnh nhân đăng ký trước. Thầy làm điều này ngoài việc lợi ích chúng sanh mà còn là lòng hiếu thảo đem công đức này sám hối hồi hướng cho mẹ. Ít ai thấy được tất bật bên việc cứu người, thầy còn mang nặng nỗi niềm với người mẹ đang héo gầy dần theo năm tháng vì những nghiệp bất thiện đã làm khi còn trẻ. Chăm sóc cho bà là điều không khó, cái khó ở đây là phải làm sao chuyển hóa cho bà được an ổn, nhẹ nhàng. Đó là mong ước lớn nhất mà thầy luôn xót xa triệu nặng. Thầy Thích Minh Hòa đã kể về cuộc đời của thầy và mẹ thầy như sau. Năm 9 tuổi, thầy vô chùa để tu, làm chú điệu đến năm 13 tuổi, thầy xin sư phụ quay trở về nhà phụ giúp mẹ. Vì thấy mẹ bên ngoài sống khổ quá, phải chăn bò, chăn vịt, cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn không đủ ăn. Về nhà không biết làm nghề gì, nên mỗi đêm thầy đi soi ếch nhái, chích điện cá. Mùa khô không có cá, thầy đi soi nhái, bồ tọt, cốc nhái, bắt về, con nào mạnh chân quá thì bẻ giò, bẻ cẳng. Sau đó mẹ thầy mới cắt đầu, lột da, thì các chú ít nhái vừa chấp tay vừa lại vừa rung lẫy bẫy. Nhưng lúc đó không biết xót thương. Cá chích điện xong lựa ra, con nào lớn thì đem ra chợ bán, con nào nhỏ để dành ăn. Hai mẹ con thầy đã hành nghề này một thời gian và làm ba công ruộng để mua gạo kiếm sống. Sau đó thầy lên Sài Gòn làm thêm rồi quay trở về. Cảm thấy có gì đó sai trái ở nghề nghiệp nên mới phát tâm bồ đề. Hai mẹ con thầy hướng về Phật Pháp. Quả báo đến trước với thầy, bắt đầu là căn bệnh phim đa khớp. Các khớp tay chân đều sưng lên hết, tưởng chừng như mất mạng. Sau đó bị mù mắt ba tháng trời, các cơ khớp toàn thân đều đau nhức khủng khiếp. Thầy hiểu là do nhân quả của mình, bẻ giò bẻ cẳng ếch nhái, rắn chích điện đem bán, còn đâm mù mắt chúng. Căn bệnh khớp kéo dài 2-3 năm vẫn không chữa được, nên thầy quyết tâm trở thành một thầy thuốc cứu chữa cho mọi người. Hồi đó gây tạo bao nhiêu, bây giờ thầy phải cố gắng tạo nghiệp thiện lành để bù đắp cho quả báo được nhẹ đi. Giống như một nắm muối hòa vô ly nước uống không được vì quá mặn nắm muối đó hòa vô cái thau cũng còn mặn nhưng nếu hòa vô một con sông thì nước không còn mặn có thể dùng được nắm muối là tỷ dụ cho quả báo ác ly nước là tích tiểu thiện thao nước là tích trung thiện còn sông nước là đại thiện việc thiện tốt lành càng nhiều thì quả báo nó vơi nhẹ đi tâm nguyện của thầy là giúp đạo cứu đời bằng hành trình đi tìm cây thuốc nam. Mẹ thầy thì do hồi trước cắt đầu ếch nhái đem ra chợ bán mỗi ngày, 500 đến 1.000 con trong cả một thời gian dài, thì biết bao nhiêu là chúng sanh bị sát hại. Năm 2003, thầy đang tu ở chùa Minh Hải, thì bà cụ ở nhà phát bệnh. Đang khỏe mạnh thì đột nhiên toàn thân bà rùng mình rồi rung rẩy tài chân co quắp, Mất mù cho đến thời điểm hiện tại thân bà cụ giống như con nhái lúc bị cắt đầu, cắt chân tay, lột da mà chết rất là khổ. Thầy hiểu nguyên nhân chính mùi, quả báo cũng đã đến với mẹ nên lấy làm thương xót, chỉ mong cho mẹ thầy nương theo tam bảo, đến cuối đời được a di đà Phật tiếp dẫn vãng sanh. Từ kinh nghiệm bản thân, thầy khuyên các quý Phật tử nên ăn chay, phóng sanh, niệm Phật để quả báo, hậu báo của mọi người được tốt hơn. Còn như bây giờ mình háo sát hay ăn thịt chúng sanh thì từ bây giờ cho đến sắp lâm chung nhân quả nó sẽ đòi. Thầy và mẹ thầy đã và đang trả quả là một bài học cho tất cả mọi người. Cần ý thức rằng cuộc sống ở thế gian này chỉ có 70-80 năm thôi, ăn được không bao nhiêu, rào cháo hay cao lương mỹ vị gì cũng qua một ngày. Thế nhưng nếu ta không sát sinh, ăn chay, Nghiệp báo mình thọ lãnh tốt hơn. Khi ra đi ăn lành hay không ăn lành thì nếu chịu khó quan sát sẽ biết ngay. Sau đó tái sinh về đâu, cõi lành, trời, người, Atula hay dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đều do nghiệp thiện ác mình đã gieo. Nếu đã lỡ tạo tác sát sinh ắt phải chịu quả báo, nhân nào quả nấy tuyệt đối không sai chạy quả báo chắc chắn sẽ đến, nhưng nếu bạn sám hối tu hành, ăn chay niệm Phật, tích cực hành thiện nhiều thì quả báo ác có đến cũng nhẹ nhàng hơn. Vẫn phải báo chứ, không phải là không báo. Đó là điều thầy cần nhắc nhở mọi người nên cẩn trọng. Chuyện nhân quả, phóng sinh thú quý, quả báo tốt lành. Khi mới ra trường, tôi về công tác tại huyện Yên Châu, một huyện nghèo thuộc tỉnh Sơn La. Tại Yên Châu, thú rừng thường hay bị bắt để ăn thịt, đem bán hoặc nuôi chơi. Tính tôi thích động vật nên hay mua những con lạ về nuôi. Trước đây do ở cùng gia đình nên có muốn nuôi cũng không được. Và lại trên thị xã Sơn La chỗ tôi ở trước cũng không hay có thú rừng nên với tôi con gì cũng lạ. Tôi thường dặn học sinh nếu thấy ở đâu bán thú rừng lạ lạ thì bảo lại với tôi. Tôi dạy môn nhạc, môn của tôi còn ít giáo viên. Thường tôi cứ dạy kỳ một dùng hết tiết cho xong sớm. Kỳ 2 đi tăng cường các trường khác nên rất nhiều học sinh ở các trường là tai mắt cho tôi trong việc tìm mua thú rừng. Là giáo viên nên tiền lương chẳng bao nhiêu. Có bao nhiêu tiền tôi dùng hết vào mua thú. Có lần học sinh bảo trên mường lượm có nhà nuôi con cầy hương hay lắm. Họ nuôi như nuôi chó trong nhà thả rong, chủ đi đâu con cầy cũng chạy theo. Lúc thường thì nó nằm ở một ngăn trong cái chạng. Nghe vậy tôi khoái lắm, lên ngay mường lượm xem. Đến nơi thấy đúng thật như vậy, con cầy này rất khôn. Khi chủ nhà muốn giới thiệu với khách, chỉ cần gọi là nó chạy ra, lăn lộn, chơi đùa, cắn tay, trêu khách. Nó cắn đùa thôi chứ không cắn thật. Sau này tôi nuôi mấy con, bị mấy cái cắn thật của loài này mới hiểu. Con cầy này rất đẹp, lại thông minh nên tôi khoái lắm quyết về mua mấy con nuôi chơi nghe chủ nhà bảo phải nuôi từ lúc nhỏ thì cầy nó mới quen nên tôi cũng tìm bắt con nhỏ thời gian sau tôi mua được hai con cày nhỏ lại thêm một con cày to bằng con chó lớn nghĩ tới cảnh thả chúng chạy rong tôi rất khoái nuôi mấy hôm tôi bị cắn mấy phát chảy máu rất đau rằng nó sắc như dao học sinh của tôi đến chơi cũng có vài em thò tay trêu bọn cày và bị cắn. Một thời gian sau, thấy nó không cắn mình nữa, tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện thả. Tôi thả hai con nhỏ trước, lúc đầu chúng nó quanh quẩn bên lòng, tôi bèn cậy nó, thế là cả hai con chuồn luôn. Tôi bỏ mấy quả chuối quanh lòng, dụ nó về, nhưng bọn nó chỉ về ăn chuối, ăn xong lại lẳng mất tâm. Nhiều người gợi ý tôi quay lưới mà bắt, rồi thịt mà ăn đi thôi, nhưng tôi nuôi để chơi, bảo thịt thì thả đem thả cho xong, được một thời gian, đến chuối bọn chúng cũng chẳng thèm ăn, không biết lặng mất tâm đi đằng nào. Bác chủ nhà cáo tôi lắm, phàn nàn luôn, vì bác ấy thích cho chúng vào nồi. Một dạo có người tên Triền Khôi tới chỗ tôi trọ, bảo mới lên rẫy bắt được con khỉ. Biết tôi hay mua nên muốn bán cho tôi. Tôi liền theo người đó lên nhà họ ở Triền Khôi xem. Thấy đó là một con cu ly lớn, loại này nhìn tương đối giống loại cu ly nhỏ, nhưng nó to hơn, loại lớn có trong sách đỏ còn loại nhỏ thì không tôi mua con này nuôi một thời gian sau thấy nó cứ vạch lòng muốn trốn đi hở chút thôi lại chạy mất tiêu lại gầy tợp đi tôi xót quá nghĩ tới chuyện thả trước đây tôi cũng thường thả chim lúc thả chưa biết đó gọi là phóng sinh chỉ là thấy họ bán mấy con chim đẹp thì mua về lúc ngắm chơi lại nhìn thấy mấy con chim trong lòng của mình nhảy loạn xạ lên khi thấy bọn chim ở ngoài bay hót nên thấy tội nghiệp mà thả thôi cứ mua lại thả thả xong lại mua lần này định thả con cu ly lớn tôi nghĩ mãi vì tôi tiếc con này tuy nhiên khi nghĩ kỹ tôi quyết định không chỉ thả con cu ly lớn đang gầy yếu mà thả hết luôn số động vật tôi đang nuôi vì tôi nghĩ con này nó buồn quá mà gầy gò như vậy những con khác tuy không gầy nhưng chắc gì đã muốn tôi nuôi chúng thế là tôi đem thả hết, cả con cày to tướng kia cũng thả luôn. Vì muốn giáo dục học sinh, nên hôm thả, tôi gọi mấy em học sinh hay đến chỗ tôi chơi, đi thả cùng. Chúng tôi mang thú lên triền khôi, mang vào tận rừng thả. Lúc ở nhà, có lần con cu ly đó sổng chuồng, nó chạy rất nhanh, khác hẳn kiểu lười biếng chậm chạp. Cả ngày không nhúc nhích khi bị nhốt. Lần nó sổng tôi phải phức vả lắm, lại có nhiều người quay mới bắt lại được vậy mà lần này thả hẳn, dốc nó ở trong bao ra, không biết nó vì lâu mới nhìn thấy rừng, hay là biết được thả luôn mà cứ ngẩn ra không chịu chạy, cứ nhìn rừng phía trước rồi lại ngoảnh đầu nhìn tôi như không tin. Sợ nó cứ lừa biến không đi, nằm ngay ven rừng bị người ta bắt lại, nên tôi đặt nó lên một cành cây, lại rung rung cành cây để đuổi cho nó chạy. Vậy mà nó không chạy, khác hẳn khi trước hở ra là bò đi vung vút nó ngoảnh đầu hẳn lại nhìn tôi Ánh mắt rất cảm kích Thú thật là mắt của nó vốn to Bình thường chẳng thấy gì biểu cảm Ngoài vẻ buồn bã lười biếng. Thế mà lúc đó Từ mắt nó tôi thấy sự cảm kích thật sự Tôi chưa từng thấy ánh mắt của con người nào Thể hiện được sự cảm kích như vậy Kể cả trên phim Tôi cứ đập cành cây Và nó cứ nhìn tôi Một lúc rồi nó cũng ngoảnh đầu lại Bò đi Sau hôm đó về tôi nhớ mãi ánh mắt của nó đó là ánh mắt cả đời tôi không sao quên được sau này tôi có kể cho nhiều người nghe nhưng không ai tin cả họ cứ bảo tôi nghĩ quá chỉ có học sinh đi cùng tôi lúc đó là công nhận ánh mắt lạ và trên đường về các em ít nói hơn không ồn ào như khi đi một điều lạ nữa là một thời gian ngắn sau khi thả con cu ly đó cùng mấy con thú khác tôi được chuyển công tác từ yên châu về hà nội trước đó đã có nhiều lần gia đình tôi xin cho tôi chuyển công tác vì không muốn tôi ở vùng hẻo lánh đó mãi mà chuyển không được anh chị tôi quan hệ rất rộng và thương em nên cũng rất để ý đến việc chuyển vùng của tôi có lần mấy người anh kết nghĩa của anh tôi biết chuyện họ khẳng định sẽ xin được chuyển vùng cho tôi họ rất có địa vị trong xã hội là những người có uy tín nói được làm được vậy mà cuối cùng hết năm ấy các anh ấy vẫn không xin được có lần tôi đang trên đường chị tôi gọi điện báo năm sau tôi sẽ được chuyển vùng giọng chị mừng lắm chị là một người tuyệt vời rất thương các em và hào phóng còn hơn cả con trai từ nhỏ chị đã luôn chăm chỉ và lo cho các em từng chút một chị nói chị xin cho họ hàng một người có địa vị trong ngành giáo dục chuyển xuống hà nội lúc đó chị tôi công tác ở hà nội và cũng rất có quan hệ người kia hứa sẽ chuyển vùng được cho tôi coi như đổi nhau Vậy mà hết năm đó, chỉ chuyển cho họ hàng người kia được rồi, mà người kia vẫn không chuyển được cho tôi. Mấy lần đó, đều là có người uy tín và địa vị hứa, tưởng chắc như đinh đóng cột. Vậy mà cuối cùng, đều xảy ra trắc trở bất ngờ. Những trắc trở đó, họ cũng nói lại, và quả thật là trắc trở bất ngờ đó có thật. Rất dễ xác minh, không phải họ bị ra. Cuối cùng, kết quả là tôi vẫn không được chuyển vùng. Vậy mà, như tôi đã nói sau một thời gian ngắn thả bọn thú rừng tôi nuôi nhốt thì tôi chuyển vùng được điều đặc biệt là lần này chẳng có ai hứa giúp cả chuyển rất tự nhiên anh rể tôi ngồi cho điện tử trên mạng thế nào lại nhớ đến việc của tôi liền vào một tuyển người gì đó ở trên mạng thấy một trường tuyển giáo viên thế là gọi tôi bảo đến thử xem lúc đó đang hè tôi và chị tôi đi đến đó trường đó lại vừa tuyển được giáo viên xong hai chị em lại tiêu nghỉu đi về. Mấy hôm sau, tự nhiên có người gọi điện bảo đến thử việc. Hóa ra, trường kia tuy có người rồi, nhưng chị hiệu trưởng trường đó chơi thân với hiệu trưởng các trường khác. Sau khi chúng tôi ra về, tuy không nói gì, nhưng chị lại gọi điện giới thiệu tôi cho cô hiệu trưởng trường tôi đang công tác bây giờ. Thế là họ gọi tôi đến thử việc. Hôm đầu tiên tới, họ chỉ nói chuyện chứ chưa thử việc ngay họ hẹn hôm sau tôi tới dạy thử một bài hát mà họ quy định cho các em hôm sau tôi đến dạy thử họ tập trung học sinh toàn trường lên sân và tôi dạy một bài hát lúc xuống họ quyết định nhận ngay thế là tôi chuyển vùng được lúc đó tôi chỉ thấy mình gặp may mà không nghĩ gì đến con cu ly kia cả nhưng sau này tôi học phật thì biết luật nhân quả tôi nghĩ lúc trước mình xin chuyển không được có lẽ do mình đang nhốt rất nhiều thú. Lũ thú bị nhốt trong lòng, nó cũng giống tôi, bị bó thân trong một vùng nhỏ hẹp. Tôi nhốt chúng là tôi gây nhân xấu thì tôi cũng bị bó ở đó, phải chịu quả xấu. Dù có những người có địa vị, có thế lực xin cho tôi thì tôi cũng không chuyển được. Khi tôi thả tự do cho tất cả bọn chúng là tôi tạo nhân lành, bản thân tôi cũng được hưởng nhân lành. Khuyết danh Quý vị đang theo dõi kênh Phật Pháp của Smile TV. Quý vị nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật video mới nhất nhé. Câu chuyện số 28 Vương Nhị tạo nghiệp ác, sinh yêu quái Huyện nọ ở Triều Châu, có người đồ tể tên là Vương Nhị. Tính tình quái gở lại vô cùng hung bạo, lại hay xài tiền giả. Về sau, ông ta sinh một đứa con trai, trên đầu có hai cái sừng cao hơn một tấc còn hai chân lại giống như móng lợn đến ba tuổi liền bị chết yểu câu chuyện số tám châu ngang giết chim non con mang họa châu ngang là người thích ngủ ngày nhưng có đôi chim yến đến làm tổ ngoài cửa sổ phòng anh ta trong tổ có ba chú chim non mới sinh lũ chim nhỏ cả ngày há mồm không ngớt kêu la đợi thức ăn châu ngang bực bội tiếng kêu của lũ chim làm phá giấc ngủ ngon của mình vì vậy anh ta dùng ngón tay rờ thử phát hiện lũ chim non cũng há miệng đón lấy anh ta bèn lấy ba quả tật lê có gai nhọn đặt vào miệng chúng kết quả ba chú chim non nuốt vào đều bị gai đâm rách họng mà chết về sau Châu Ngang sinh ba đứa con đều bị câm ngọng. Chúng thấy ai cũng phát ra tiếng kêu A, A, A. Tiếng kêu và động tác của chúng giống hệt dáng vẻ chim non nuốt quả tật lê bị gai đâm chích khi trước vậy. Chương 4 Tàn hại Câu chuyện số 1 Ngô Đường bắn hưu trúng con Ở Tổ Lục, có người tên là Ngô Đường rất thạo bắn tên một hôm ông ta dẫn theo con trai ra ngoài đi săn vừa khéo trông thấy hưu mẹ và hưu con đang chơi đùa trên đồng cỏ ngô đường nhân cơ hội đó dương cung một phát trúng ngay hưu con hưu con bị thương ngã lăn ra đất hưu mẹ đau đớn sợ hãi không ngừng liếm vết thương cho con lại lắng nhìn quanh khi đó ngô đường bèn núp trong lùm cây để tránh bị phát hiện một lúc sau, ông ta đoán rằng hưu mẹ vì lo cho con, vốn chẳng còn để ý đến sự hiện diện của thợ săn bên cạnh. Đèn dương cung bắn thêm một mũi tên, hưu mẹ chết ngay tại chỗ. Một lúc sau, ông ta lại thấy một con hưu khác, đèn dương cung bắn. Dĩ nhiên, cũng một mũi tên trúng ngay con mồi. Không ngờ chạy đến gần xem thử, con hưu vừa trúng tên ấy hóa ra là con trai mình ngô đường hốt hoảng lập tức vứt cung tên ôm thi thể của con khóc than không ngớt khi đó không trung đột nhiên truyền lại tiếng nói ngô đường hưu mẹ yêu thương bảo vệ con nó cũng chẳng khác ông đâu ngô đường nghe xong kinh ngạc ngẩng đầu xem thử nhưng xung quanh chẳng có ai chỉ thấy một con hổ lớn đang nhảy chồm đến trước mặt Ngô đường còn chưa kịp chống cự, đã bị hổ cắn trọng thương lăn ra chết. Câu chuyện số 3 Con trai Hà Trạch và gà rừng nấu chung một nồi. Huyện lệnh ở tư hội là Hà Trạch rất thích ăn các loại giả cầm như gà rừng, vịt trời. Vì vậy, ông ta bắt lý trưởng ở các làng phải đúng thời gian quy định, chuẩn bị sẵn các món ăn dâng lên. Các làng trong huyện đều phải nuôi cả trăm ngàn gà rừng, vịt trời. Để mỗi ngày giết thịt nấu cho Hà Trạch ăn, một hôm, đứa con trai duy nhất của Hà Trạch vào bếp chơi đùa, vừa khéo đầu bếp đang nấu thịt gà, nước canh trong nồi đang sôi sùng sục, khói bốc lên nghi ngút, đột nhiên, không biết vì sao, con ông ta giống như bị quỷ đẩy ngã nhào vào nồi canh đang sôi sùng sục ấy. Đứa con kêu thét vài tiếng rồi chẳng nghe thấy gì nữa. Mọi người xung quanh vội cứu cậu ta ra. Nhưng cậu ta đã về chầu Diêm Vương mất rồi. Da thịt trên người cậu ta trắng bệt giống hệt như gà vịt bị luộc vậy. Câu chuyện số 7 Người anh họ trình giết trâu bị quả báo. Vào năm thứ 15, Minh Triều vạn lịch. Huy Châu có hai anh em nhà họ Trình sống bằng nghề nuôi trâu. Mỗi ngày, họ đều chọn một con trâu tương đối béo mập, để giết thịt đem bán mỗi lần người em vào chuồng trâu đều có một con trâu quỳ xuống khóc lóc sau đó người em sinh lòng cảm thông bèn đổi nghề không giết trâu nữa đồng thời còn khuyên người anh con trâu ấy mỗi lần trông thấy em đều quỳ xuống khóc thật đáng thương chi bằng bán nó đi làm trâu cày vậy người anh nghe vậy chẳng chịu tin bèn nói đợi anh đến đó xem sao đã sáng hôm sau lúc người anh vào chuồng trâu con trâu ấy quả nhiên lại quỳ xuống khóc người anh thấy vậy không những chẳng động lòng ngược lại còn tức giận giết nó nấu thịt ăn lúc chưng nấu trong nồi không ngừng phát ra tiếng kêu lớn, sau rốt. Thịt trâu biến thành cục than đỏ văng ra khỏi nồi, thiêu cháy cả căn phòng. Thế nhưng, anh ta vẫn mặc kệ, không chút ý niệm hối hận. Một hôm, trên đường đi, người anh gặp người gánh thịt trâu đem bán, bèn thúc anh ta trả nợ. Sau cùng, vì nảy sinh tranh chấp, nên đã đánh chết người, bị bắt đến quan phủ thường mạng. Con anh ta trước bụng mọc nhọt độc, còn bị lỡ loét đến mức trông thấy cả lục phủ ngũ tạng. Thường bị hành hạ đau đớn không thôi. Vì vậy, đứa con thường khóc than kể lễ với mọi người. Cũng tại cha tôi giết quá nhiều trâu mới để lại tai họa này cho tôi gánh chịu. Sau đó, con ông ta bệnh kéo dài nửa năm mới chết. Còn người em sau cùng được chết trong yên lành. Câu chuyện số 11 Nguyễn Nghe Cắt Lưỡi Trâu sinh con câm ngọng. Có người tên là Nguyễn Nghê, có lần từng bắt trâu còn sống sờ sờ, cắt lưỡi nấu ăn. Sau đó, anh ta sinh đứa con trai không có lưỡi, không thể nói chuyện được. Câu chuyện thứ nhất, vợ chồng Lưu Triệu giết trâu, chết bất đắc kỳ tử. Vào đời Tống, có hai vợ chồng Lưu Triệu ngày thường sống bằng nghề mổ trâu đồng thời còn rất thích ăn thịt trâu một đêm nọ đột nhiên có vị đồng tử đem đến một bức thư đọc rằng lục xúc sinh ra đều do nghiệp đời trước duy chỉ có trâu là khổ cực nhất ông thấy những người chết bất đắc kỳ tử hầu hết đều là những kẻ ăn thịt trâu sau khi đọc xong đồng tử bèn biến mất nhưng sau khi nghe xong vợ chồng lưu triệu chẳng chút tỉnh ngộ vẫn cứ giết trâu ăn thịt trâu như cũ cứ thế một năm sau một hôm lưu triệu mơ thấy mình xuống địa phủ diêm vương nổi giận nói với ông ta Ngươi giết hại quá nhiều sinh mệnh trâu, khuyên ngươi cũng không chịu nghe. Bèn lệnh cho già dạ xoa lôi ông ta đi, dùng giáo nhọn đâm vào đầu ông ta. Lưu Triệu đau đớn tỉnh dậy, không ngớt kêu la. Đến sáng hôm sau, ông ta đã tắt thở. Vợ ông ta cử trâu ra chợ mua quan tài. Đi mãi, đi mãi, không biết từ lúc nào, đùi và hông bà ta bị dính chặt vào lưng trâu. Lưu Thị lớn tiếng kêu cứu, tuy có người đến giúp, nhưng da thịt và lưng trâu đã dính quá chặt, dù gắng sức thế nào cũng chẳng cách chi thoát ra được. Mấy ngày sau, Lưu Thị phải chết trong vật vã và sợ hãi câu chuyện thứ hai lai an dạy con giết trâu phải đền mạng ở trừ châu có người tên lai an rất giỏi mổ trâu hôm ấy ông ta bắt đầu truyền dạy các con phương pháp giết trâu giảng nói kỹ lưỡng cách mổ xẻ ở các nơi có thịt béo gầy mấy ngày sau lúc ông ta đang ngủ trong phòng con ông đột nhiên đến cầm dao mổ trâu giết chết ông mọi người đều kinh sợ chẳng hiểu vì sao vội vã ba chân bốn cẳng bắt trói anh ta lại đem đi trừng trị đợi lúc anh ta đã hoàn hồn tỉnh trí mới hỏi anh ta vì sao lại ra tay sát hại cha mình con của lai an cũng vạn phần kinh ngạc nói Tôi chẳng biết gì cả. Lúc đó, rõ ràng tôi trông thấy một con trâu nên mới thử giết nó theo cách mà hôm trước cha tôi đã dạy. Câu chuyện số 3. Hoa hồi tử ngã lăn ra đất thành trâu. Hoa hồi tử là người ở Trấn Giang, hai cha con cùng sống bằng nghề mổ trâu một hôm hoa hồi tử đột nhiên ngã lăn ra đất ông ta không những phát ra tiếng kêu như trâu mà trên đầu còn mọc ra cặp sừng người cũng biến ra hình dạng như trâu câu chuyện số 4 lục đồ tể bị trâu hút vỡ bụng ở đất thường thục có tên lục đồ tể một hôm hắn đang giết một con trâu không ngờ trâu gắng sức kéo đứt dây trói trên lưng còn găm con dao chạy mất khó khăn lắm lục đồ tể mới đuổi kịp trâu nhưng sau cùng trâu lại quay lại dùng cặp sừng tấn công hắn lục đồ tể thấy sự chẳng lành vội quay người tháo chạy nhưng chẳng thể chạy thoát được con trâu, đã nổi giận phát cuồng. Trâu đuổi kịp lục đồ tể, bèn dùng sức, hút vào bụng hắn. Lục đồ tể bị hút thủng bụng lòi ruột, không lâu sau thì chết. Câu chuyện số 3 Hoa hồi tử ngã lăn ra đất thành trâu Hoa Hồi Tử là người ở Trấn Giang, hai cha con cùng sống bằng nghề mổ trâu. Một hôm, Hoa Hồi Tử đột nhiên ngã lăn ra đất. Ông ta không những phát ra tiếng kêu như trâu, mà trên đầu còn mọc ra cặp sừng, người cũng biến ra hình dạng như trâu. Câu chuyện số 4 lục đồ tể bị trâu hút vỡ bụng ở đất thường thục có tên lục đồ tể một hôm hắn đang giết một con trâu không ngờ trâu gắng sức kéo đứt dây trói trên lưng còn găm con dao chạy mất khó khăn lắm lục đồ tể mới đuổi kịp trâu nhưng sau cùng trâu lại quay lại dùng cặp sừng tấn công hắn lục đồ tể thấy sự chẳng lành vội quay người tháo chạy nhưng chẳng thể chạy thoát được con trâu đã nổi giận phát cuồng trâu đuổi kịp lục đồ tể bèn dùng sức hút vào bụng hắn lục đồ tể bị hút thủng bụng lòi ruột không lâu sau thì chết câu chuyện số năm chu thị tử bị trâu oán nhiếp hồn chu thị tử là người giàu có ở quảng lăng anh ta rất thích ăn thịt trâu một hôm sau khi uống say anh ta lại định giết trâu để ăn nhưng bị mẹ khuyên ngăn chu thị tử không những chẳng nghe lời khuyên của mẹ còn say túy lúy đến nói với trâu muốn tao tha cho mày thì hãy quỳ xuống trước đi không ngờ trâu nghe xong lập tức quỳ xuống đất vái lạy chu thị tử trông thấy nổi giận nói súc sinh sao có thể nghe hiểu được tiếng người ta chẳng tin chuyện này và vẫn cứ giết chết trâu lấy thịt ăn một bữa no nê. Sau đó, anh ta ngày đêm đều thấy trâu biến thành quỷ dữ đến quấy nhiễu. Đã chẳng được nghỉ ngơi, lại luôn phải lo sợ, kinh hãi. Không lâu sau, chu thị tử cũng chết. Câu chuyện số 6 Đồ tể kêu tiếng trâu mà chết. Giữa năm Thái Hòa các đồ bếp cai quản việc nấu nướng trong triều đình phát hiện có một con trâu đang mang thai sắp sinh con. Họ vốn định dẫn con trâu khác đến thay thế. Không ngờ, tên đồ tể vẫn giết chết con trâu mẹ đang mang thai. Sau đó, tên đồ tể đột nhiên phát ra tiếng kêu như trâu. Hơn một tháng sau thì chết. Câu chuyện số 8 Trương đồ tể lúc sống trả nghiệp nợ Ở Hàng Châu, có tên Trương đồ tể, giỏi nghề mổ trâu Có biệt hiệu là Tiểu Bào Đinh Mãi đến năm 60 tuổi mới nghỉ hưu Một hôm, ông ta hẹn người bạn đến núi Vân Đài cúng hương Lúc hai người đến chân núi Ông ta đột nhiên cảm thấy tâm can hoảng loạn, chẳng thể nào đi tiếp được nữa nên ngồi nghỉ lại trên cầu rất lâu mãi một lúc sau người bạn trông thấy ông ta bò trên nền đất hơn nữa còn phát ra tiếng kêu của loài trâu nên bất giác sợ hãi xanh mặt lúc đó đàn trâu ngoài đồng nghe thấy tiếng kêu bèn tụ họp đến tấn công ông ta để trốn nạn người bạn vội dẫn ông ta đến nhà trọ. Tuy tránh khỏi bị trâu tấn công, nhưng ông ta vẫn bò trên nền đất, kêu tiếng trâu, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Không lâu sau thì ngã lăn ra chết. Việc này xảy ra vào năm Ất Mão, đời Thanh. Câu chuyện số 9 Từ Im tham của bị chết chìm Từ Im là người lô châu thường buôn bán thịt trâu một hôm anh ta đáp thuyền sang sông đột nhiên sóng to gió lớn nổi lên chiếc thuyền gặp nguy sắp bị lật úp nếu có thể thoát được kiếp nạn này tôi phát nguyện từ nay về sau không sống bằng nghề bán thịt trâu nữa từ im thề với trời rồi kể ra cũng thật kỳ lạ sóng gió quả nhiên dần yên tĩnh lại. Nhưng sau khi lên bờ an toàn, anh ta lại nổi lòng tham, tiếp tục buôn bán thịt trâu kiếm sống, vứt sang một bên lời thề hôm trước. Về sau, lúc sang sông, thuyền anh ta gặp nạn, phải tán thân nơi đáy sông. Câu chuyện số 10 Trịnh mổ ở Hàng Châu nguyện dối bị ung nhọt. Ở phường La Ma, Hàng Châu, có người làm nông họ trịnh. Ông có một con trâu. Con trâu này đã làm việc bán mạng cho ông ta suốt mười mấy năm trời. Vì vậy, nó đã già yếu lại bệnh tật. Trịnh mổ rất thương tiếc nó. Còn nói, nếu trâu chết đi, nhất định sẽ an táng cho nó đàng hoàng. Thế nhưng một hôm, tên độ tể gần đó tìm đến nhà bảo rằng, dù gì thì con trâu của ông cũng đã già yếu, bệnh tật, không thể làm việc được nữa, chi bằng bán nó cho tôi đi. Tôi đồng ý trả giá hai lượng vàng rồng. Trịnh mổ vì tham tiền, bèn bán trâu. Không lâu sau, một đêm nọ, trịnh mổ mơ thấy con trâu đến, nói với ông rằng Ông vốn nói sẽ giúp tôi mai táng, sau đó lại vì tham tiếc tiền mà hại chết tôi. Hôm nay tôi đến đây để đòi mạng. Nói xong bèn ra sức cắn mạnh vào lưng ông ta. Ngay lúc ấy, trịnh mổ đau đớn tỉnh dậy. Ngày hôm sau, trên lưng trịnh mổ quả nhiên mọc một cái nhọt độc. Về sau, nhọt độc dần dần lan ra lỡ loét đến lúc thấy cả nội tạng. Ông ta mới đau đớn mà chết. Câu chuyện số 12 Vương Đức Lân sát nghiệp tiêu trừ trong đời này. Vương Đức Lân, người ở Thượng Ngu, lúc 20 tuổi, ngày 27 tháng 6 năm Mậu Ngọ, Khang Hy, đời Thanh. Bị bệnh nằm hôn mê trên giường, thấy mình đi xuống địa phủ trên đường đi anh ta gặp một vị đạo sĩ người ấy vỗ vai anh ta nói ngươi định đi đâu đây là địa phủ đấy một lúc sau anh ta đến đại điện diêm vương hỏi anh ta lúc sinh tiền ngươi đã giết rất nhiều trâu có biết sẽ bị báo ứng gì không vương đức lân trả lời không biết diêm vương bèn nói để ngươi tự nhìn sẽ biết thôi nói xong mặt đất đột nhiên hiện ra một tấm gương tròn nhìn kỹ lại trong gương có người đang cầm dao mổ giết trâu người ấy chính là bản thân vương đức lân tiếp đó diêm vương hạ lệnh cho ngục tốt dụng hình khi ấy đột nhiên thân thể vương đức lân bị vòng đai sắt quấn chặt lại có ngục tốt cầm chày nhọn dán vào ngực anh ta đau đớn khôn tả trong tình cảnh ấy vương đức lân vẫn kịp nghĩ ta thật là bất hiếu cha mẹ dưỡng nuôi ta còn chưa báo đáp công ơn ấy đã phải xuống địa phủ nói xong thì nước mắt như mưa khi ấy chạy bén bay thẳng đến còn chưa chạm vào người anh ta đã rơi xuống trước mặt đai sắt cũng được nới lỏng vương đức lân đang định nhân cơ hội ấy tháo chạy không ngờ lập tức bị đàn trâu vây chặt chỉ cần chạm vào một con trâu chúng bèn phát ra tiếng kêu phẫn nộ diêm vương thấy vậy bèn nói với anh ta tội nghiệp trước đây tốt nhất là hãy trả hết bây giờ Đừng tiếp tục giết hại lẫn nhau nữa, nếu không sẽ mãi mãi không trả xong được. Nói xong, bèn sai một tên ngục tốt rót thịt anh ta rồi vứt vào nồi nấu chín. Róc xong thịt, lại móc ruột anh ta, chỉ thấy ngục tốt hơ tay trước mặt, ruột trong người anh ta đều lòi ra hết. Hơn nữa, dài đến mấy trượng ngột tốt bèn cầm dao định cắt đứt khi ấy vương đức lân lại nghĩ ơn sinh thành của cha mẹ ta còn chưa báo đáp như vậy tội nghiệp của ta chẳng phải càng nặng hơn sao vì vậy anh ta càng thêm khổ sở khi ấy ngột tốt lại chẳng thể cắt đứt ruột của anh ta còn thấy nơi xương gò má xuất hiện chữ xá màu đỏ thế là đành đến báo lại với diêm vương diêm vương nghe xong bèn nói đứa con này tuy phải chịu khổ hình nhưng vẫn còn lương tâm nên thiên đế thương xót lòng hiếu thảo của hắn để hắn trở về nhân gian bù đắp lỗi lầm vì vậy ngục tốt bèn cuộn ruột của vương đức lân lại rồi nhét vào bụng anh ta Vương Đức Lân bèn cúi đầu bái tạ Diêm Vương rồi quay về. Một lúc sau, anh ta lại gặp vị đạo sĩ ban nãy. Đạo sĩ bèn nói, Sao hả? Ở đây thế nào? Là do ngươi tự làm tự chịu vậy. Nói xong bèn dẫn anh ta đi ra. Lúc anh ta tỉnh lại, đã là giờ thình ngày 29. chín. Vương Đức Lân bèn thuật lại việc anh ta xuống địa phủ cho người nhà nghe sau đó trên người anh ta sinh nhọt độc nửa năm sau mới khỏi bệnh sau khi khỏi hẳn anh ta nguyện cả đời ăn chay thờ Phật quá trình tường tận của việc này là do Ngô Trần Diễm người tiền đường ghi chép lại câu chuyện số 13 đái điện sử tham của hối lộ phải chết giữa năm vạn lịch triều minh đái điện sử ở vùng đất thái bình mỗi ngày đều nhận phần thịt nội tạng do bọn trộm trâu đem tặng vì vậy bọn giết trâu ở vùng ấy chẳng kiên sợ ai cả một hôm ông ta đột nhiên hốt hoảng chạy nhảy trên phố giống như phát điên mọi người ngăn ông ta lại hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, ông ta cũng chỉ nói phía sau có một đàn trâu lớn đang đuổi theo ông ta rồi tiếp tục chạy thục mạng. Không lâu sau thì kiệt sức mà chết. Câu chuyện số 14. Đồ tể ở Thái Thương Hung Hãn bị trời phạt. Ở trấn Bồng Lãng, Thái Thương có tên đồ tể một hôm đến giang bắc mua trâu về nhà lúc về đến nhà trời đã sập tối ông ta liền bảo vợ đem thịt ra ăn vợ trả lời không còn nữa ông ta bèn nổi giận xách dao ra xông đến trước mặt con trâu mới mua về vạch miệng nó cắt đứt lưỡi trâu đang còn sống sờ sờ ông ta đưa lưỡi trâu cho vợ dặn do bà mang đi nấu chín còn mình quay trở về phòng. Ông ta vào phòng, ngồi trước bàn trang điểm của vợ. soi gương, cầm dao mổ sửa lại lông mày. Sợi dây thừng treo gương đột nhiên bị đứt. Gương rơi xuống, trúng ngay vào tay. Đầu ông ta lập tức bị con dao mổ đang cầm trên tay bữa ra làm hai và chết ngay tại chỗ. Câu chuyện số 15 lý thiệu nổi đoá giết con ở tây thục có người tên là lý thiệu rất thích ăn thịt chó trước giờ ông ta đã giết đến mấy trăm con chó sau đó ông ta vô tình nhặt được một con chó mực vì rất thích nó nên để lại nuôi bên mình một đêm nọ lý thiệu vì uống say mãi đến khuya mới về nhà chó mực đứng giữa cửa bèn sủa ông ta mấy tiếng ông ta nghe thấy rất tức giận trong người lại có chút hơi men ngay lúc ấy bèn cầm rìu định chém chó không ngờ khi ấy con trai ông vừa khéo từ trong nhà bước ra rốt cuộc rìu không nghiêng không lệch bổ ngay vào giữa trán đứa con khiến nó chết ngay tại chỗ sau đó cả nhà tức giận vội lùng bắt con chó nhưng nó đã bỏ đi từ lúc nào chẳng hay. Không lâu sau, Lý Thiệu bệnh nằm liệt giường, sau cùng phát ra tiếng kêu như chó mà chết. Câu chuyện số 16 Đồ tể bị nước sôi bắn vào ngực Vùng hán khẩu có tên đồ tể. Một hôm, anh ta vác trên vai một con chó. Trên đường vừa khéo gặp Pháp Sư Hoàng Giới. Pháp Sư lựa lời khuyên anh ta phóng sinh nhưng tên đồ tể kiên quyết từ chối pháp sư liền thở dài và nói con chó này có oán nghiệp thúc thế với anh xem ra ta chẳng thể cứu được các ngươi rồi nói xong bèn chấp tay vái anh ta ba vái rồi bỏ đi đêm hôm đó tên đồ tể bèn giết con chó ấy lúc anh ta cho thịt chó vào nồi nước trong nồi đang sôi sùng sục đột nhiên bắn lên ngực, cả phần đầu anh ta cũng bị bỏng. Bảy ngày sau thì khắp mình mưng mũ, lỡ loét mà chết. Sau đó, dân chúng ở Hán Khẩu cảm động trước nghĩa cử của Pháp Sư Hoàng Giới, nên đã quyên tiền giúp Pháp Sư xây một ngôi chùa phóng sinh. Câu chuyện số 17 Trần Tường kêu gào ăn phân Ở Đại Thương, có người tên Trần Tường rất thích giết chó ăn thịt. Người khác khuyên ngăn thế nào, anh ta đều không nghe. Một hôm, anh ta ăn thịt cá nóc. Sau độc tính của cá nóc phát tác, toàn thân anh ta đau đớn như muốn chết. Trần Tường bèn đau đớn bò trên nền đất đến nhà vệ sinh ăn nước phân, nhưng vẫn chẳng ít gì. Sau cùng, anh ta phát ra tiếng kêu rên như chó rồi trúng độc mà chết. Câu chuyện số 18 Trương Đồ Tể tự chặt đứt đầu Vào năm Bính Tý, Khang Hy, đời Thanh, ở Túc Sơn có tên Trương Đồ Tể. Tính tình hung bạo, chuyên giết hại súc vật. Mỗi ngày, hắn giết đến mười mấy con dê và heo. Một buổi chiều tháng 6, đang ngồi trước cửa hóng mát, đột nhiên hắn thấy cổ ngứa ngáy đen tiện tay cầm dao mổ, gãi cổ. Bỗng có cơn gió mạnh làm rơi cây gỗ dưới mái hiên. Vừa khéo, cây gỗ rơi trúng con dao. Kết quả đầu trương độ tể lập tức rơi xuống đất. Câu chuyện số 19 Đổ chương đói khát, tự ăn gãy lỡ. Tử đồng đế quân có chép lại câu chuyện như sau huyện lai có người tên đỗ chương là bạn thân của đỗ vũ vị vua nước thục ông ta sinh trong nhà phú quý cha mẹ đều thích tổ chức yến tiệc nên coi đó như chuyện thường phàm là việc giết mổ nấu nướng đều tự tay mình làm đến khi trưởng thành trong nhà lại bày yến tiệc liên miên ngày nào nhà bếp cũng bận rộn nhưng sau đó gia cảnh sa sút ông ta đổi sang sống bằng nghề giết mổ giúp người ta. Vì vậy, số tiền kiếm được đều do sát sinh đem lại. Khẩu phần ăn của đổ chương rất lớn. Một mình ông ta ăn hết phần thức ăn dành cho hai người. Hơn nữa vẫn còn thấy đói. Mỗi ngày, sau ba bữa ăn đều thấy đói, ông ta lại đi bắt cá, bể chim. Vì vậy về sau, hễ trông thấy vật bay trên trời, thú chạy dưới đất, ông ta đều nảy ra ý muốn sát sanh. Đến tuổi trung niên, ông ta sinh được năm người con trai, nhưng chúng đều không có ngón tay. Vì gánh nặng gia đình bức bách, số tiền kiếm được nhờ giúp người giết mổ cũng không đủ đáp đổi qua ngày. Lại thêm mắc bệnh hủy, da dẻ không những nứt nẻ mà còn chảy mũ, bốc ra mùi hôi thối khó chịu. Ai ai trông thấy cũng đều bịt mũi tránh xa sau đó vì sự khổ đói khát bệnh tật rốt cuộc ông ta phải nhảy xuống giếng tự vẫn vì ông ta tính tình cố chấp lúc bị bắt xuống địa phủ còn không ngớt la mắng lớn tiếng kêu oan ta thấy vậy cho là sự lạ bèn hỏi vị thần trông coi nơi ấy là tôn hồng y bèn kể rõ đầu đuôi việc ấy lại nói người này tiền tài đã tận nhưng thọ mệnh còn dài sống ở Dương thế thêm 5 năm nữa. Vì ta đã biết nguyên do ông ta tạo nghiệp cũng cảm thông sự khổ đau mà ông ta phải chịu lại thêm thời gian còn được ở Dương gian cũng không muốn ông ta ngày đêm oán hận thiên đế nên mới phái khiển công quá thần, lấy mất tâm trí của ông ta để ông ta tự ăn gãy lỡ trên người, uống no nê máu mũ của mình, đồng thời để ông ta thường khuyên mọi người. Chớ có sát sinh, các người nên coi tôi là tấm gương cảnh tỉnh. Cứ thế mấy năm sau, đợi khi thọ mệnh đã hết, ông ta tự nhiên đoán mệnh. Sau này, mấy đứa con ông ta cũng đều phải chết đói. Câu chuyện số 20 Trương Nghi Sở sắp chết làm trâu Ở làng Nam, huyện Ngân, có người tên Trương Nghi Sở Lúc trẻ sống bằng nghề mổ trâu, làm được 20 năm mới đổi nghề. Lúc lâm chung, ông ta lại biến ra dáng vẻ như trâu, không những thích phát ra tiếng kêu như trâu, hơn nữa, kêu xong còn xem cái gối gỗ ở đầu giường như cỏ khô mà nhai nghiến. Cứ thế 7 ngày sau mới chết. Câu chuyện số 21. Đồ tể ở Dư Diêu tội nặng thành heo ở Dư Diêu có nhà nọ đời này qua đời khác đều sống bằng nghề giết mổ con trai nhà ấy đặc biệt khéo cầm dao giết mổ tên đồ tể ấy lấy vợ nhiều năm rồi vẫn chưa sinh được con dần dần anh ta thành càng mập mạp cổ càng rút ngắn lại cặp mắt dần dần hõm vào xem ra rất giống những con heo hàng ngày anh ta vẫn giết sau đó anh ta lại bị thương hàng kỳ lạ là anh ta không ngừng phát ra tiếng kêu như heo, tình hình như thế kéo dài suốt 7 ngày, tiếp đó anh ta hoàn toàn phát điên. Một hôm, anh ta vừa điên cuồng gào thét, vừa chạy lên cầu. Ở trên cầu, sau khi kêu ba tiếng như heo, anh ta liền nhảy xuống sông, bị nước cuốn đi, cả thi thể cũng không tìm được. Câu chuyện số 22 nhan phục sơ tự làm tự chịu ở phong kiều tô châu có người tên là nhan phục sơ nhờ buôn bán heo mà trở nên giàu có cách giết heo của ông ta rất kỳ quặc không để cho heo đứt hơi chết trước mà đổ nước muối vào miệng heo rồi dùng gậy đánh đập toàn thân cho đến chết vào năm thứ bảy khang hy đời thanh ông ta phát bệnh toàn thân đau nhức không chịu nổi nên sai người hầu dùng gậy gỗ đánh đập khắp người còn bảo phải uống nước muối mới thấy dễ chịu nhưng đến hôm sau ông ta chẳng cách nào tự uống được nữa bèn sai người nhà giúp ông ta đổ nước vào miệng cứ thế sau ba ngày đêm ông ta đã gần tắt thở lúc lâm chung ông ta nói với năm người con trai cha giết heo tạo nghiệp quá nặng chết rồi sẽ biến thành heo. Các con phải vì cha làm nhiều phật sự. Nói xong thì khóc ầm lên, tiếng khóc ấy giống hệt tiếng heo kêu. Không lâu sau thì tắt thở. Câu chuyện số hai ba. Lục Bảo đáng thương lại đáng sợ. Có người tên là Lục Bảo, sống bằng nghề giết mổ cho các cửa hàng bán thịt heo và dê. Vì vậy các động vật chết dưới tay ông ta, có thể nói không thể tính kể. Mùa hạ năm thứ 12 Khang Hy, đời thanh. Một hôm, ông ta giống như bị ma nhập, biến ra vẻ như heo, cầm dao tự đâm vào cổ họng mình. Những người đứng cạnh chẳng thể cản ngăn được. Sau đó, ông ta kêu rên suốt ba ngày, đến khi máu chảy cạn hết mới chết. Lúc lâm chung, ông ta còn nói với mọi người đem nước muối sang đây, giờ đang có vô số heo dê ở đây đòi mạng nè. Khi ấy, trên phố rất đông người vây quanh, nhìn thấy thảm cảnh ấy đều sợ hãi, không dám sát sinh nữa. Câu chuyện số 24 Con Ngô Trúc Hiên tham ăn bị đứt ngón tay Mùa hạ năm tân sửu, thuận trị, đời thanh, có người tên là Ngô Trúc Hiên sống ở phố Thường Thục, một hôm có con chó chạy vào nhà ông ta đứa con trai thấy con chó mập mạp chắc là ăn thịt nó sẽ rất ngon trong một lúc sanh lòng tham bèn đánh chết con chó ấy chuẩn bị nấu thịt ăn nhưng con chó chỉ bị đánh ngất mà thôi lúc cậu ta đang nấu nước sôi để cạo lông chó con chó nằm úp trên nền đất đã tỉnh dậy nhưng cậu ta lại chẳng hay biết bèn ôm con chó định cho vào nồi nước Kết quả bị con chó cắn đứt ngón áp úc, Sau đó, con chó nhảy xuống đất chạy mất. Về sau, bụng cậu ta lại sinh ra một con chó nhỏ. Hằng ngày đau nhức không muốn sống. Hơn nữa, ngón tay bị cắn ấy không ngừng rỉ máu, chẳng chút dấu hiệu lành lặn. Cứ thế suốt một thời gian dài, sau đau đớn tột cùng mà chết. Câu chuyện số 25 người ở hưu ninh tàn nhẫn bị cắn rách họng ở hưu ninh một hôm trên đường đi có người nọ gặp hai con chó đang giao phối bèn cầm dao cắt âm bộ của chúng cả hai con chó đều bị trọng thương chó cái đau đớn sắp chết không ngừng kêu rên còn chó đực thì đau đến phát điên lớn tiếng sủa người hưu ninh ấy lúc hắn còn đang thích thú với việc làm độc ác của mình chó đực đột nhiên nhảy chồm lên, cắn chặt vào cổ họng hắn. Người hưu ninh ấy lập tức ngã lăn ra chết. Câu chuyện số 26 Tiểu thương bán thịt ba ba bị quả báo. Ở Phụng Tiên Kiều, Hàng Châu, có người sống bằng nghề xào nấu thịt ba ba. Mỗi ngày, anh ta đều mua rất nhiều ba ba sống. Sau đó, vứt vào nồi nước đun nấu rồi bổ mai móc ruột nó lại thêm gia vị hương liệu xào đến khi bốc mùi thơm làm thành món ăn thơm ngon để bán anh ta làm thế đã nhiều năm nay cũng kiếm được khá nhiều tiền về sau anh ta mắc bệnh thương hàng đầu cổ và chân tay co rút phải nằm liệt trên giường mấy ngày sau anh ta bắt đầu vương cổ bò trên nền đất như con ba ba mọi người định ngăn anh ta bò ra khỏi cửa nhưng ai đến cản lại đều bị anh ta cắn sau cùng họ đành để anh ta tự bò đi khắp nơi đến lúc lâm chung rất nhiều người trông thấy tư thế anh ta bò quanh trên đất ai nấy đều nói giống hệt như con ba ba có lẽ đó là báo ứng do nhiều năm giết thịt ba ba đem xào nấu sau bảy ngày bò quanh trên nền đất Thân thể anh ta phát ra mùi hôi thối mà chết. Câu chuyện số 27. Hàng Toàn giết vật bị chết thảm. Ở Trường Châu có người tên là Hàng Toàn, sống bằng nghề giết mổ để tăng thêm cân nặng của con vật. Mỗi lần giết heo xong, anh ta đều rưới nước lên thân nó, lúc bán cá sống cũng nhất định đập vỡ đầu cá trước rồi đổ nước vào còn các loại gà vịt ngỗng thì nhồi nhét thóc gạo đầy chặt bầu diều của chúng thật là tàn hại không biết bao nhiêu con vật về sau anh ta mắc bệnh đau bao tử chẳng thể ăn uống gì được đồng thời còn ói ra bùn đất khắp người rỉ nước vàng mùi hôi thối bay ra khắp nơi không những thế đầu còn đau nhất như bị ai dùng sức gõ đập đến vỡ nát bệnh đau như thế mãi ba tháng sau mới chết. Câu chuyện số 29 Trâu sổng ra, báo oán Trương Tứ Nhi Ở Lô Châu, có người tên Trương Tứ Nhi, cả nhà sống bằng nghề mổ trâu. Một hôm, lúc vệ quân Mã Dương dẫn trâu từ quê nhà đến Lô Châu, dây buộc trâu đột nhiên bị đứt. Trâu liền bỏ chạy lên phố, sau gặp Trương Tứ Nhi. Trương Tứ Nhi nắm dây thừng, định bắt trâu, nhưng chẳng cách chi khống chế được nó. Ngược lại, con bị trâu rượt đuổi. Vì vậy, hắn rất sợ hãi. Hắn chạy vào một cửa tiệm, trâu cũng chạy vào cửa tiệm ấy. Hắn vội chạy lên lầu, trâu cũng chạy theo lên lầu. Sau cùng, Trương Tứ Nhi bị trâu hút thủng bụng, chết ngay tại chỗ. Khi ấy, trâu mới chịu xuống lầu. Về sau, con trâu ấy lại rẽ vào một hẻm nhỏ. Như muốn tìm người chủ tiệm bán thịt trong hẻm ấy, lại vừa khéo, chủ tiệm không có nhà, Trâu bèn đạp nát tất cả các dụng cụ trong nhà rồi mới thông thả đi ra ngoại thành. Kể ra cũng lạ, cầu thang dưới mái hiên cửa tiệm ấy rất chật hẹp, nhưng trâu lại có thể tự do lên xuống lầu, thật khiến người ta khó mà lý giải. Việc này xảy ra vào tháng Giêng năm Bính Thân, vạn lịch Triều Minh. Chương 2 Ăn thịt trâu Bỏ ăn thịt trâu Câu chuyện số 1 Mao thị tử bị phạt phù chân Con trai nhà họ Mao ở Trấn Giang bỗng nhiên bị đột tử Xuống đến địa phủ Diêm Vương nói với anh ta Mỗi ngày cha ngươi đều ăn một cân thịt trâu Tạo nghiệp thâm trọng Nhưng thọ mệnh của ngươi còn chưa hết Hãy xuống chịu trượng hình đi Sau khi tỉnh dậy Quả nhiên anh ta cảm thấy hai chân vừa đau vừa sưng như bị người ta dùng gậy đánh. Sau đó, Bèn thường khuyên người không nên ăn thịt trâu. Câu chuyện số 2: Đạo nhân Hằng Châu khuyên người hối cải. Hằng Châu có vị đạo nhân sống nhờ vào việc hành khất trên phố, ông thường khuyên mọi người, nếu ham ăn thịt trâu, khi xuống địa phủ sẽ bị Diêm Vương dùng cưa lớn cắt đứt thân thể không bị quả báo đến cùng cực. Nếu ngay bây giờ mau mau phát nguyện sửa chữa lỗi lầm, có thể sẽ miễn trừ tội nghiệp. Vậy nên ta mới khuyến cáo các ngươi như vậy. Câu chuyện số 3 Người hát kịch nghe quỷ khuyên bỏ ăn thịt trâu Vùng đất Chu Thổ có người hát kịch cùng người bạn hợp tác đến ngoại thành biểu diễn. Lúc anh ta hát xong định đáp thuyền về quê, đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng ai gọi thì ra là người hàng xóm dưới quê người hát kịch nói với anh ta anh đã chết rồi sao còn đến tìm tôi vậy người hàng xóm trả lời vì tôi chết nơi đất khách quê người hồn phách phiêu bạc khắp nơi rất khổ sở nên muốn theo anh về lại quê nhà người hát kịch bèn cho anh ta cùng lên thuyền ở trên thuyền người hát kịch hỏi anh ta anh đã đến địa phủ, vậy Diêm Vương phán tội gì nặng nhất? Người hàng xóm trả lời, tội nặng nhất là ăn thịt trâu. Người ăn thịt trâu, thần các tường sẽ xa lánh, hôn thần theo bên mình. Người không ăn thịt trâu, thần các tường ở cạnh bên, hung thần phải lánh xa. Người hát kịch nghe xong bèn nói, Vậy tôi xin phát nguyện từ nay về sau không bao giờ ăn thịt trâu nữa. Vừa nói xong lời ấy, con quỷ đã khóc ầm lên. Người hát kịch rất kinh ngạc, bèn hỏi anh ta nguyên nhân. Anh ta trả lời, Vì anh phát nguyện từ nay sẽ không ăn thịt trâu nữa, nên tam tinh Phúc Lộc Thọ đã đến bên người anh bảo hộ. Tôi không thể đứng gần anh, vì vậy cũng không thể về quê được nữa. Nói xong, con quỷ vội bước chân siêu vẹo lên bờ rời đi. Từ sau khi về quê, người hát kịch kể lại chuyện này với mọi người, từ đó cả làng không ăn thịt trâu nữa. Câu chuyện số 4. Quan Tô Châu khuyên người được tăng thọ. Ở Tô Châu có vị thôi quan, một hôm bỗng bị đột tử nhưng không lâu sau lại sống dậy. Sau khi sống lại, ông bèn thỉnh cầu các vị quan đồng liêu lập tức viết sách khuyến cáo dân trăm họ đừng ăn thịt trâu ai đồng ý thì điền tên vào trong một ngày đã có mấy ngàn người đồng ý ông ta bèn đem dơ cao và đốt những tờ giấy đã viết xong sau một đêm ngủ dậy ông ta nói với mọi người đêm qua tôi lại mơ thấy mình bị dẫn đến địa phủ có người mặc áo vàng cầm sổ sinh tử bước đến nói rằng nhờ tôi khuyến cáo mà có rất nhiều người phát nguyện không ăn thịt trâu diêm vương nghe vậy rất vui mừng bảo sẽ cho tôi sống thọ đến 72 tuổi. Các vị quan đồng liêu cũng sẽ được nhiều phước báo. Chương 3 Tàn bạo Câu chuyện số 1 Cửa nhân Nam Kinh tham ăn thịt biến thành heo. Ở Nam Kinh có một cửa nhân vô cùng giàu có. Ngày thường, anh ta rất thích ăn thịt. Mỗi lần ăn phải đến mấy cân, hơn nữa, mỗi ngày đều mở tiệc, giết mổ ba bốn con heo để đãi khách một đêm nọ cử nhân đó đột nhiên mơ thấy vị thành hoàng đến nói với anh ta nếu ngươi không chịu sửa thói quen sát sinh rồi ngươi sẽ bị biến thành heo sau khi tỉnh dậy ông ta cho đó chỉ là cơn mộng lạ nên chẳng để tâm đến thậm chí còn coi như chuyện cười đem kể khắp nơi với mọi người vị thành hoàng này thật thích lo chuyện bao đồng Giết heo thì có gì là sai chứ? Nửa năm sau, ông ta bỗng chết đột ngột. Sau khi tấm liệm thi thể, người nhà dường như nghe có tiếng gì lạ vọng ra từ quan tài. Bèn mở nắp quan ra xem, mới thấy thi thể anh ta đã biến thành heo mất rồi. Việc này xảy ra vào cuối triệu minh, khi ấy người dân ở Giang Nam đều tranh nhau truyền kể chuyện ấy. Câu chuyện số 2 Mẹ con cáo tội Dương Thuấn Thần quan tư mã dương thuấn thần ở kiên châu nói với thuộc hạ lưu tri nguyên rằng lúc mua thịt nhất định phải mua thịt con vật đang mang thai như vậy thịt của nó mới béo ngậy ăn mới thơm ngon chẳng giống các loại thịt thông thường ốm đến nỗi nuốt không trôi vì vậy lưu tri nguyên y theo lời dặn của ông ta lúc tìm mua đều đặc biệt chọn những con trâu heo dê hay lừa đang mang thai để giết mổ lúc những con vật ấy bị giết thai nhi trong bụng chúng vẫn còn ngọ nguỵ hơn nữa mãi một lúc lâu sau mới chết không lâu sau dương thuấn thần có người nhà qua đời nhưng vì phần ngực còn ấm nóng nên cả nhà vẫn còn nuôi hy vọng mà chưa tẩm liệm ông ta bảy ngày sau ông ta dần dần tỉnh dậy bèn nói với mọi người ở địa phủ tôi trông thấy một con trâu mẹ dẫn theo một con trâu con đến tố tội tên lính họ lưu và cả họ tư mã nhà ta rằng vì Dương thuấn thần tham ăn đầy bụng, lúc tôi đang mang thai năm tháng, cả hai mẹ con đều vô cớ bị hắn giết chết. Một lúc sau, lại có rất nhiều heo dê lừa cũng dẫn theo các con đến cáo tội với Diêm Vương. Ba ngày sau, quả nhiên Lưu Tri Nguyên bị chết. Năm ngày sau nữa, Dương Thuấn Thần cũng chết theo. Câu chuyện số 4 Cha con Vương Đồ Tể ăn rùa bị chết chìm đất Hải Ninh có đồ tể họ Vương. Một hôm, ông ta cùng con trai ra ngoài. Trên đường đi, họ trông thấy một người đánh cá bắt được một con rùa biển lớn. Bèn mua rùa biển đem về nhà, đặt lên bếp, chuẩn bị nấu thịt ăn. Có thương nhân ở Giang Tây trông thấy, bèn vang nài vương đồ tể bán con rùa ấy cho ông với giá một ngàn đồng, còn nói. Đây có lẽ là con rùa thần chính đuôi đấy. Nếu ông bán cho tôi để phóng sinh, cả ông và tôi đều được công đức lớn lao. Vương đồ tể nhìn kỹ lại, quả nhiên là rùa thần có chính đuôi. Nhưng ông ta lại nghĩ, nếu đã là rùa thần, nhất định càng bổ dưỡng, không chừng còn có thể kéo dài tuổi thọ. Bèn từ chối yêu cầu của thương nhân, vẫn giết rùa cho vào nồi cùng con ăn một bữa no nê. Đêm hôm đó, đột nhiên biển gầm thét dữ dội, sóng to ập vào bờ, cuốn mất cha con Vương Đồ Tể. Dân làng quanh đấy lại chẳng hề hấn gì, họ không ngớt lời thì thầm bàn tán, cha con Vương Đồ Tể hại chết rùa thần nên bị bắt đến Long cung rồi. Câu chuyện số 5 Trương Kỳ Quang nấu ba ba phải đền mạng. Cử nhân Trương Kỳ Quang ở Tô Châu trước nay thích ăn thịt ba ba. Một hôm, vào lúc nửa đêm, anh ta nằm mơ thấy một người mặc áo đen, chắp tay, không người nói. Ngày mai, tôi sẽ đến nhà anh, xin anh nhất định phải cứu tôi. Nếu không, anh nhất định sẽ gặp tai họa. Ngày hôm sau có người làm ruộng bắt một con rùa lớn đến tặng anh. Trương Kỳ Quang vì thế rất vui mừng. Vợ anh ta khuyên rằng, chàng chẳng phải mơ thấy có người đến báo mộng cầu cứu sao. Người đó không chừng là con ba ba này đấy. Hay ta thả nó ra nhé. Trương Kỳ Quang nghe xong chẳng thèm để tâm mà nói. Vật có linh tính mới biết đến báo mộng. Đây chẳng qua là con súc sinh ngu xuẩn Sao có thể có chuyện đó được Nói xong Lập tức sai thuộc hạ đem ba ba đi chưng nấu Hơn nữa Còn ăn hết trong ngày Đêm hôm đó Trương kỳ quan bắt đầu đi tả không ngừng Chưa đến ba tháng Anh ta vì thế mà chết Câu chuyện số 2 Thợ săn họ trình mua mặt nạ giết cháu ở vùng đức hưng có người thợ săn họ trình cả nhà nhiều đời sống bằng nghề săn bắn một hôm trình thợ săn lên thành thị nộp thuế ruộng nhìn thấy trên phố có người bán mặt nạ thú có đủ cả trâu dê heo rừng hươu thỏ rừng mặt nạ được làm rất giống thật ông ta bèn mua sáu cái đem về tặng các cháu sáu đứa cháu nội trông thấy rất vui mừng Chúng tranh nhau đeo mặt nạ để chơi. Không ngờ trong nhà có nuôi mười mấy con chó săn, vừa thấy mặt nạ thú, bèn tranh nhau đuổi bắt, cắn xé, người lớn trong nhà vội chạy đến cứu giúp, nhưng chẳng thể nào đuổi được bọn chó săn ấy đi. Kết quả bất hạnh thay, sáu đứa cháu nội nhà họ Trình đều bị cắn chết. Câu chuyện số 3. Hổ dữ đòi mạng Tăng Nhân giữa năm thuận trị đời thanh có một người tu hành lúc anh ta còn chưa xuất gia sống bằng nghề trồng rau một hôm có con heo hàng xóm vào vườn ăn trộm rau anh ta trông thấy rất tức giận bèn cầm bừa đuổi đánh nhưng lại lỡ tay đánh chết con heo ấy về sau anh ta xuất gia đến ở điện tam quan ngoài cửa bắc thành vũ xương một đêm nọ anh ta mơ thấy có người mặc áo đen giận dữ nói với anh ta, chẳng qua ta chỉ ăn vài cọng rau cải mà ngươi lại nỡ đánh chết ta, giờ ta đã đồ thai thành hổ, dù ngươi có chạy đằng trời, ta cũng nhất định tìm ngươi đòi nợ máu. Sau khi tỉnh dậy, vị tăng vô cùng kinh hãi, định tìm nơi ẩn trốn, nhưng chẳng nghĩ ra được nơi nào là thích hợp. Sau đó có người nói với anh ta, ở ngoài cửa đông có một nơi gọi là Long Bàn Ki Đó là một mỏm đá to nhô lên khỏi mặt nước. Nếu không ngồi thuyền thì chẳng cách chi đến được. Dù là hổ dữ cũng chẳng cách nào bay trên không để sang đó. Vì vậy, anh ta dọn ngay đến đó ở. Ngày 31 tháng 12 năm Giáp Ngọ, vừa sáng thức dậy, vị tăng ra ngoài nhìn ngắm mặt nước thì thấy một con vật đang nổi trên ngọn sóng lớn, đang dần tiến đến gần lông bàn kia. Anh ta tưởng là con trâu, bèn tiến lên trước để nhìn rõ hơn. Đợi lúc vật ấy đến gần, anh ta mới phát hiện, thì ra đó là một con hổ. Vị tăng giật mình kinh hãi, định quay đầu bỏ chạy. Hổ đã nhảy chồm lên cắn chặt anh ta. Vị tăng lập tức mất mạng. Câu chuyện số 4 thẩm lan quang đâm mèo bị quả báo thành hàng châu có người tên thẩm lan quang lúc hai hai tuổi trên đường đi trông thấy một con mèo đen lớn lông vừa đen vừa mịn rất muốn lấy bộ lông nó làm mũ đội vì vậy anh ta tìm cách bắt mèo dùng dây thừng thắt nút siết chặt cổ nó mèo đen cố sức giải dụa con vật vẫn chưa tắt thở anh ta lại dùng dao nhọn đâm vào cổ họng, mèo đen chết ngay lập tức. Ít lâu sau, anh ta mơ thấy mèo đen đến, nói rằng, Ngươi hại chết ta, ta đang chuẩn bị đến Diêm Vương để tố cáo ngươi. Giờ ngươi để con dao ở đâu, ta phải đem theo con dao làm chứng. Thẩm Lan quan rất căm giận, lập tức đem bán con dao ấy rồi đổi lấy một con dao bén nhọn hơn. Sau đó, anh ta phát điên luôn miệng lẩm bẩm mèo trèo lên lầu rồi lại bò lên xà nhà rồi rồi lại nói không phải mèo nó đã biến thành quỷ rồi có một đám người đến đám tôi này rồi một lúc sau lại nói tiếng quỷ dây thừng không thể giết được ta phải dùng dao mới được đến tối hôm đó anh ta cầm dao cố sức đâm vào cổ họng mình máu tuôn xối xả mà chết Câu chuyện số 5 Con tiền Hán sung chết không toàn thi Người dân ở thôn Nam Tiền, huyện Thạch Môn, ai nấy đều biết dùng súng bắn chim. Trong đó, con trai tiền Hán sung có kỹ thuật thành thạo nhất. Vì vậy, cả đời anh ta đã giết mấy vạn con chim. Đến lúc già sắp chết, thân thể anh ta đau nhức như bị đá đập vào, không ngớt tiếng rên rỉ. Hai tay rờ mó khắp người tìm kiếm rồi nói Có viên đạn sắt, đau chết tôi rồi. Bèn sai người cầm kim tìm kiếm. Kết quả, dùng kim đâm mất suốt mấy ngày trời cũng chẳng tìm được. Ngược lại, khắp người bị đâm chích trăm ngàn lỗ thủng, sau cùng phải chết không toàn thây. Câu chuyện số 6 Vương Vũ, lưỡi mọc nhọt độc Có người tên là Vương Vũ, rất nhiều chim chóc đến làm tổ dưới hiên nhà anh ta mỗi buổi sáng chim non thi nhau kêu ríu rít bên tai anh ta lại cảm thấy tiếng kêu của lũ chim khách ấy rất ồn ào rất đáng ghét nên dùng lưới chụp bắt hết lũ chim khách vương vũ sau khi bắt hết lũ chim bèn cắt hết lưỡi của chúng rồi mới thả ra sau cùng cũng có được không gian yên tĩnh anh ta tâm đắc nghĩ thầm Thế nhưng, việc làm tàn nhẫn ấy tất gặp báo ứng. Một thời gian sau, lưỡi anh ta mọc một cái nhọt lớn. Mỗi ngày một sưng to, lỡ lét. Sau cùng, anh ta vì thế mà chết. Câu chuyện số 7 Vương Tuân chết trong kinh hải Có người tên là Vương Tuân. Anh ta rất ghét nghe tiếng chim khách kêu. Một đêm nọ, đợi đến nửa đêm, Lũ chim khách đều đã yên giấc. Anh ta bèn đốt pháo cắm vào ống trúc, đem đặt gần tổ chim để khủng bố chúng. Lũ chim con kinh hoảng mất vía, bay ra tứ tán. Một số chim con vì sợ quá mà chết, hoặc bay va phải vật cản mà chết. Sau đó, có lần anh ta bệnh nằm liệt giường, cũng vì mơ thấy ác mộng mà chết trong sợ hãi. Câu chuyện số 9 quân sĩ hại chim hồng học bị phạt gậy. Một hôm, binh sĩ dưới trướng tiền tham tướng ở Trấn Giang bắt được một con chim hồng học, đèn nhốt nó vào lòng, đem đặt ở đuôi thuyền. Trên không bỗng có một con hồng học khác, bay đến không ngớt kêu thương. Lúc thuyền sắp cập bến, con hồng học trong lòng đột nhiên rướng cổ ra khỏi lòng, hướng lên không trung, cất tiếng kêu lớn con trên không lập tức lao xuống. Kết quả, hai con hồng học quấn cổ vào nhau mà chết. Sau khi biết chuyện, tiền tham tướng vô cùng tức giận, hạ lệnh mỗi binh sĩ trên thuyền bị phạt đánh 30 gậy để làm gương. Câu chuyện số 10 Vệ binh trộm chim non bị đuổi việc. Ở Huy Châu, cạnh phủ quan có cây cổ thụ, trên cây có tổ chim ưng. Một hôm, Nhân lúc mọi người không chú ý, tên vệ binh bèn trộm bắt chim con. Khi ấy, thái thú Vương Mộng Long đang định xem xét công văn. Ông vừa đến ngồi trước bàn làm việc. Đột nhiên, một con chim ưng bay đến cấp mất mảnh khăn đệ văn kiện mà tên vệ binh trộm chim con đã viết. Thái thú thấy cảnh ấy, cho là sự lạ, bèn gọi tên vệ binh ấy đến tra hỏi sau khi biết việc hắn trộm chim con, đèn phạt gậy, đồng thời đuổi cổ hắn đi. Câu chuyện số 11 Tiết Nhi há miệng nuốt rắn Ở Tô Châu, có đứa trẻ nhà họ Tiết thường trèo lên cành cây lật úp tổ chim, đồng thời bắt con chim non để đùa nghịch. Một hôm, cậu ta lại trèo lên cây, nhưng không hay biết trong tổ chim có con rắn đang ăn chim non cậu ta vừa trèo lên trông thấy rắn thì kinh sợ há hốc miệng khi đó rắn nhân cơ hội trôi tuột vào miệng cậu cậu ta sợ hãi mất vía bệnh nằm liệt giường về sau cậu ta cũng vì vậy mà chết câu chuyện số 12 nông phu lâm chung ít đến quấy nhiễu đời tống có tên chu tam oa là nông phu ở thành nam mỗi lúc nông nhàn anh ta liền đi đánh cá hoặc bắt ba ba cá chạch lương trong đó giết hại nhiều nhất vẫn là ếch về sau anh ta sinh bệnh lúc đầu thấy trong bụng như có vật gì nên chẳng ăn uống gì được sau bụng ngày càng đau lại thấy như rất nhiều con ếch đang nhảy nhót trong bụng vậy cứ thế kéo dài một thời gian một hôm anh ta đột nhiên lật úp người lại lắc lư qua lại rồi nhảy chồm lên sau đó đau đớn rên la, dáng vẻ giống hệt như lúc ít phải chịu khổ. Anh ta bệnh như thế một năm sau mới chết. Câu chuyện số 13 Người Nhạc Châu giết rùa bị chết thảm Ở Nhạc Châu, có người chuyên giết rùa đem bán lấy tiền. Về sau, khắp người anh ta mọc nhọt độc khiến thân thể đau đớn khó chịu. Hơn nữa, mỗi ngày anh ta đều phải ngâm mình trong bồn nước để bớt đau, bớt ngứa. Nhưng nhọt độc ngày càng lan rộng. Kỳ lạ hơn là mặt mũi, dáng vẻ anh ta ngày càng biến ra giống rùa. Cứ thế hơn một năm sau, anh ta bị lỡ loét khắp người mà chết. Câu chuyện số 14 Trịnh đại sau một đêm, đứt ruột chết. Huyện Thạch Môn, có tên phu khuân vác trịnh đại một hôm hắn đào dưới đất được năm con rùa lớn mỗi con dài hơn hai tấc vì vậy hắn vui mừng mang rùa về nhà nấu ăn không ngờ ngay đêm đó hắn bị phát cuồng luôn miệng nói lời điên loạn để ý lắng nghe mới biết là lời rùa nói năm anh em ta đã tu hành từ triều nhà minh năm thành hóa đến nay Năm anh em ta oán thù gì với ngươi mà lại nỡ giết thịt bọn ta đem nấu ăn? Ngươi đúng là chết còn không hết tội. Khi ấy, bụng anh ta như có vật gì đang cắn vào ruột, khiến trịnh đại đau đớn lăn lộn trên nền đất và không ngừng rên rỉ. Cứ thế kéo dài đến sáng hôm sau mới chết. Câu chuyện số 15 Bọn lính giết rắn bị trúng độc chết vùng long sơn có mấy tên lính một hôm trên đường đi họ gặp một con rắn trắng rất lớn bèn cầm cán bừa đập nó trong số họ có người họ dư thử khuyên ngăn nhưng những người khác chẳng những không nghe mà còn đánh chết rắn ngày hôm sau bọn họ lại gặp một cô gái mặc áo trắng trong tay xách một giỏ nấm hương xem ra vô cùng tươi ngon bọn lính quen thói cướp giật Bèn giật giỏ nấm hương của cô đem về nấu ăn. Lúc cả bọn đang hâm hở nấu nấm, người lính họ dư đột nhiên thấy đau đầu rồi ngất đi. Trong mơ, cô gái mặc áo trắng bàn nảy đến nói với anh rằng, Hôm qua, lúc đám người ấy định hại tôi, chỉ có anh chẳng có ý hại tôi. Tôi rất cảm kích anh, giỏ nấm ban nảy có độc, không thể ăn được. Sau khi nghe lời cô gái mặc áo trắng nói, anh ta liền tỉnh dậy, vừa định ngăn cản mọi người, nhưng không ngờ họ đã ăn sạch nấm. Cả bọn trúng độc nằm lăn ra đất chết, chỉ có anh Dư giữ được mạng sống. Câu chuyện số 16 Phú ông đốt rắn bị thiêu chết Cạnh nhà phú ông nọ có một cây khô, vì trong thế chướng mắt nên một hôm ông ta quyết định đốn ngã cây ấy bèn sai tên hầu gọi tiều phu đến đốn cây đêm đó phú ông mơ thấy một ông lão dẫn theo rất nhiều người đến vái lạy xin ông hoãn đốt cây thêm một thời gian nữa phú ông thầm nghĩ trên cây nhất định có vật gì nên hôm sau sai người trèo lên xem thử quả nhiên phát hiện trên cây có một lỗ hỏng lớn bên trong rất nhiều con rắn đang nằm cuộn tròn phú ông bèn sai người hầu châm lửa đốt ổ rắn trong phút chốc khói lửa bùng lên mấy trăm con rắn bị thiêu cháy không ngừng bốc ra mùi hôi nồng nặc khó ngửi phú ông trông thấy tình cảnh bi thảm ấy còn vui mừng vỗ tay khen ngợi ít lâu sau đến nửa đêm trong nhà ông thường xuất hiện ánh lửa chập chờn mọi người mò dậy chữa lửa lại phát hiện không phải hỏa hoạn việc ấy xảy ra đến mấy lần về sau mọi người đều cho đó là chuyện thường ngày nên không thèm để ý đến nữa một đêm nọ có người tỳ nữ chạy vào bếp lén lấy củi để nấu ăn rồi gây ra hỏa hoạn phú ông và người nhà đều cho rằng đó chỉ là ánh lửa ma quái như những lần trước nên chẳng thèm để ý mà tiếp tục yên giấc vì chẳng ai dậy chữa lửa nên cả nhà đều mất mạng trong trận hỏa hoạn đó. Câu chuyện số 17 Rắn bò ra từ nhọt độc Gần sông Hoài, có người tên Kim Tú Chi. Mùa đông năm nọ, anh ta đào được một con rắn đang ngủ đông dưới đất, bèn giết chết nó. Lúc rắn chết, còn trừng mắt giận dữ nhìn anh ta. Hai tháng sau, trên bắp tay Kim Tú Chi mọc nhọt độc. Hơn nữa, còn có một con rắn bò ra từ chỗ nhọt ấy. Kim Tú Chi sợ hãi, vội sám hối trước trời đất, phát nguyện chẳng bao giờ dám sát sinh nữa. Sau đó, mãi một thời gian anh ta mới khỏi bệnh. Câu chuyện số 18 Cố tích trù khó thoát oán cừu Ở Côn Sơn, có người tên Cố tích trù, tự cửu trù, hiệu Thụy Bình, làm quan giữ chức Thái Tông Bá dưới triều vua Sùng Trinh, đời Minh. Sau khi triều đình xảy ra chính biến, ông ta phát nguyện dùng cái chết để tỏ lòng trung với nước. Về sau, ngày 16 tháng 6 năm đó, ông ta bị đồng liêu hạ quân nghiêu hãm hại ở Ôn Châu, phải trầm mình dưới sông. Huyện lệnh Hoa Đình tên Trương Điều Đỉnh là học trò của Cố Tích Trù, Trương Điều Đỉnh thường thỉnh phụ đồng tiên đến nhà, kêu gọi thần tiên giáng trần. Một hôm, cố tích trù đột nhiên giáng đến. Trương Điều Đỉnh kinh ngạc thưa, thầy chứng đạo thành tiên từ lúc nào ạ? Phụ đồng tiên đáp, ngày 16 tháng 6, ta bị phó tướng Hạ Quân Nghiêu hại chết dưới sông. Trương Điều Đỉnh hỏi, Hạ Quân Nghiêu có oán thù gì với thầy, sao lại tàn hại người như thế? phụ đồng tiên đáp kiếp trước ta là vị tăng ở núi thiên thai khi ấy trên đường đi ta từng đánh chết một con rắn hạ quân nghiêu chính là con rắn đấy nên kiếp này mới đến tìm ta báo oán đây là quả báo mà ta phải chịu xin đến nói lại với hai đứa con của ta bảo chúng tuyệt đối không được báo thù trương điều đỉnh lập tức sai người đến ông châu điều tra Quả nhiên sự việc giống hệt phụ đồng tiên đã nói. Sau này, hạ quân nghiêu cũng bị người ta hại chết. Huyện lệnh Vĩnh Gia là Ngô Quốc Kiệt. Một ngày trước còn đãi tiệc ở chùa Giang Tâm và mời cố tích trù đến dự. Ngày hôm sau đã nghe tin ông ta bị hại, nên triệu tập các ngư phu xuống sông mò vớt, nhưng chẳng thể tìm được thi thể của ông. Đêm hôm đó, Ngô Quốc Kiệt mơ thấy Cố Tích Trù đứng trên mặt nước, bèn vội vàng mời ông lên thuyền. Cố Tích Trù nói, Kiếp trước ta là vị tăng ở núi Thiên Thai, khi ấy ta từng lỡ tay đánh chết một con rắn trên đường, nên kiếp này phải đền mạng. Chỉ mong ông có lòng tốt, lo việc hậu sự cho ta. Thật ra kiếp trước, ông là đồ đệ của ta. Ở ngoại thành có một dãy núi, ngày mai Ông đến khúc sông dưới đó tìm kiếm, tất tìm thấy ta. Sáng hôm sau, Ngô Quốc Kiệt hỏi thăm ngư phủ, quả nhiên có nơi như thế. Họ vừa đến đó đã lập tức tìm thấy di thể của cố tích trù. Vì vậy, ông ta bèn lo việc hậu sự an tán giúp người nhà cố tích trù. Về sau, cố tích trù lại dán đến một nơi khác và để lại một bài thơ. Ta xưa từng là tăng, người cũng ở non cao, mãng xà chốn hang sâu, tiên nhân cũng phải sợ. Lão Tăng cầm tích trường, thông thả bước xuống núi, chợt xanh lửa phô minh, một gậy hóa vi trần. túc duyên trước đã định, từ nay cõi lạc sinh. Câu chuyện số 19 Hàng A Lưu bỏ thuốc độc bị cá tấn công vào đời tống ở công sơn có ngư phu tên hàng a lưu anh ta chẳng giống các ngư phu khác thường quăng lưới đi đánh cá hoặc đi câu cá mà dùng thuốc độc cho vào nước hồ khiến cá trúng độc chết vì vậy ngoài cá ra không biết đã hại chết bao nhiêu sinh linh trong nước một đêm anh ta mơ thấy mình rơi xuống nước kết quả bị một đàn cá lớn tấn công cắn xé anh ta đau nhức không thôi sau khi tỉnh dậy, quả nhiên khắp mình anh ta vừa đỏ vừa sưng, bụng cũng trương sình lên, ba ngày sau thì chết. Câu chuyện số 20 Con trai hứa hiến bị lửa thiêu thân Hứa hiến là người cao dương, huyện lệnh dư hàng. Một hôm, con trai ông đi săn gần miếu cừu vương. Đột nhiên có ba con chương trắng từ sau miếu chạy ra. Con trai hứa hiến trông thấy con mồi lòng mừng thầm, bèn dương cung chuẩn bị bắn. Không ngờ khi đó lại chẳng thấy tông tích chương trắng đâu nữa. Vì vậy, anh ta sai người phóng hỏa, định đuổi chương trắng ra. Kết quả chẳng may gió đổi chiều, ngọn lửa chuyển hướng đột ngột. Con trai hứa hiến vì thế bị thiêu đốt đến chẳng còn mặt mũi mà chết. Câu chuyện số 21 Vợ chồng hồ nhị chôn tầm tuyệt mệnh vào đời tống có người tên là hồi nhị sống bằng nghề trồng dâu nuôi tầm một hôm anh ta vì thấy lá tầm tăng giá bèn cùng vợ đào một hố sâu đem chôn tất cả số tầm đang nuôi định bán lá tầm kiếm một khoản tiền lớn đêm hôm đó hai vợ chồng mơ thấy tất cả tầm đều biến thành rết đến cắn họ sau khi tỉnh lại cả hai vô cùng sợ hãi không lâu sau Hồ nhị quả nhiên bị rách cắn cổ họng mà chết. Câu chuyện số 22 Tàu quân thăng tự chiêu xét đánh Năm ất hợi khang hy, đời thanh Tàu quân thăng, người ở đồng hương Cũng vì lá tầm tăng giá Mà đổ tất cả tầm xuống vùi trong đống tro Nhưng không lâu sau, lũ tầm lại bò ra được Tàu quân thăng rất tức giận bèn chất thêm cỏ khô và củi lên đóng tro, đồng thời châm lửa định thiêu chết tầm. Không ngờ lửa bốc cao, kết quả cả ngôi nhà đều bị thiêu hủy. Không lâu sau, một mình tàu quân thăng ra ruộng bị sét đánh chết. Câu chuyện số 23 Chu Chiêu bích tổ ông bị quả báo Chu Chiêu, người đời tống, bình sinh ghét nhất tổ ông. Mỗi lần nhìn thấy ông mật từ lỗ nhỏ bay ra, thì dù cao thế nào, anh ta cũng bắt thang trèo lên bịch lỗ ấy lại. Sau anh ta sinh được hai đứa con trai, hậu môn của cả hai đứa trẻ đều không thông. Một đêm, lúc đang ngủ, ông ta mơ thấy có người dậy nung nóng chuôi cân rồi xuyên vào lỗ hậu môn cho bọn trẻ. Anh ta bèn y theo đó mà làm. Kết quả không những chẳng ít gì, mà còn tự tay thiêu chết hai đứa con. Mọi người đều bảo đó là quả báo do anh ta bịch tổ ông vậy. Câu chuyện số 24 Lý nhũ mẫu trả nghiệp giết ve Vào đời đường, nhũ mẫu Lý Thị ở nhà ngưu sản thường bé trẻ đi bắt ve sầu để đùa chơi. Nhưng sau khi nghịch chơi xong, bà ta còn giết chết nó. Từ trước đến nay, không biết bao nhiêu con ve đã chết dưới tay bà ta sau đó trên nắp tay lý thị đột nhiên sinh nhọt lỡ loét đã hơn một năm vẫn chưa khỏi một hôm vì nhọt ở cánh tay đau đớn hành hạ bà ta bò trên đất giống hệt loài côn trùng vừa bò vừa lấy tay cào cấu chỗ lỡ loét không ngờ rờ trúng mấy mảnh thịt nhô lên chỗ cánh tay lỡ loét hình dạng giống hệt con ve khiến máu chảy không ngừng. Chẳng lẽ là ve đến đòi mạng? Đây đúng là báo ứng vì ta đã giết ve rồi. Lý thị cứ thế rên la. Ít lâu sau, vì vết thương không cứu chữa mà chết. Câu chuyện số 25 Đàn kiến báo thù Hoàng Khiêm Vào thời Tam Quốc, một đêm nọ Hoàng Khiêm thấy trên nền nhà có rất nhiều kiến, thân dài hơn một thốn, bò ra từ lỗ hang. Chúng di chuyển thành hàng, đến nhà bếp, tìm thức ăn, rồi tìm đường trở về hang. Hoàng Khiêm cho đó là loài côn trùng kỳ lạ. Ở Tương Sơn, có tên đạo sĩ chưa ứng đến báo anh ta, đổ nước sôi vào hang ấy. Hoàng Khiêm y lời mà làm, sau đó đào hang lên xem thử vô số kiến lớn ở trong hang đều chết sạch. Về sau, Hoàng Khiêm bị bệnh hiểm nghèo chết đột ngột, con cháu cũng đều đoán mệnh, chết sớm nên chẳng còn ai nối giỏi. Tên đạo sĩ ấy cũng bị bệnh cùng một ngày với Hoàng Khiêm, sau đó toàn thân thối rửa mà chết. Câu chuyện số 26 Từ tuần án bị ba ba dọa chết tuần án từ ứng đăng ở quảng đông rất thích ăn các món ngon được chế biến từ thịt ba ba một hôm đầu bếp trong nhà ông ta đang chuẩn bị cho ba ba vào nồi nấu không ngờ ba ba ở trong nồi còn biết mở miệng nói thả ta ra đi tên đầu bếp nghe thấy kinh hoảng chạy đến báo cáo từ ứng đăng vừa nghe chuyện ấy đột nhiên sợ hãi ngã lăn ra chết Câu chuyện số 27 Quang tuần tra họ văn, mắc xương gà mà chết Quang tuần tra văn dự sơ ở Giang Tây, bình sinh thích ăn thịt gà. Cả đời ông ta đã ăn không biết bao nhiêu con gà. Một hôm, trong nhà đãi tiệc, ông ta đang vui mừng lớn tiếng cười nói. Đột nhiên cổ họng bị mắc một mảnh xương gà. Kết quả, cứ thế ngã lăn ra chết trên bàn tiệc. Câu chuyện số 28 Hà tự minh thiêu vật, tạo nghiệp Ở Dương Châu, có người tên Hà tự minh mở một quán trà trước chùa Thạch Tháp. Sau đó, anh ta bị bệnh, mỗi ngày đều không ngừng rên rỉ trên giường. Bệnh như thế suốt hơn một tháng. Lúc lâm chung, anh ta nói với người bạn lúc ở quán trà mỗi năm vào mùa thu tôi đều gom quét tất cả lá cây và vỏ quả dùng một mồi lửa đốt sạch nhưng không chú ý bên trong đó có rất nhiều côn trùng vì vậy tôi đã thiêu chết không biết bao nhiêu sinh mệnh mà tạo nghiệp sâu nặng nay báo ứng tìm đến muốn trốn cũng không trốn được nữa rồi nói xong thì liền tắt thở